Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thiếu tá Hạng A Lồng học và làm theo Bác. Mường Trà chủ động phòng chống bão lũ năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tác phong nhanh nhẹn hoạt bát, Thiếu tá Hạng A Lồng, Phó trưởng Công an huyện Mường Trà luôn để lại dấu ấn, ấn tượng đẹp trong lòng đồng chí đồng đội và nhân dân. Để có sự ghi nhận đó, Thiếu tá Lồng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh là một trong những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng Công an huyện Mường Trà. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tuổi trẻ năng động, nhiệt huyết, sông sáo, bình dị trong đời thường, kiên cường trong công tác, làm việc hết mình. Đó là nhận xét của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường Trà về Thiếu tá Hạng A Lồng, sinh năm 1984, hiện nay là Phó trưởng Công an huyện Mường Trà. Sau khi tốt nghiệp Học viện Chính trị Công an Nhân dân, được phân công công tác tại Công an huyện Mường Trà, thì được sự lãnh đạo của đồng chí Thiếu tá Hạng A Lồng, Phó trưởng Công an huyện, thì cá nhân tôi nhận thấy đồng chí Thiếu tá Hạng A Lồng trong công việc là một người hết sức tâm huyết, tận tụy với công việc, tích cực tham gia cái công tác vận động quần chúng, thường xuyên xuống địa bàn đến từng bản, từng hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, vận động nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Và trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì đồng chí Thiếu tá Hạng A Lồng là một người lãnh đạo rất là sát sao, luôn tận tụy hướng dẫn các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sinh ra và lớn lên tại xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà, từ nhỏ, Hạng A Lồng đã mơ ước sau này trở thành người chiến sĩ công an, đem sức mình đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Chính điều đó đã thôi thúc anh học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu thi đỗ vào Học viện An ninh. Ra trường năm 2008, anh về nhận công tác tại Phòng An ninh Đối ngoại. Năm 2010, được điều động sang Phòng An ninh Điều tra. Đến năm 2013, được bổ nhiệm đội phó đội an ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên. Năm 2015, nhận quyết định điều chuyển công tác về là đội trưởng đội an ninh Công an huyện Mường Trà. Làm việc trong môi trường mới, song xác định công tác an ninh luôn giữ vai trò quan trọng. Anh đã tập trung nghiên cứu, tìm tòi tài liệu, tích cực nắm tình hình, trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu, dự báo diễn biến tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện vùng biên. Tháng 4 năm 2020, anh được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Công an huyện Mường Trà, trực tiếp phụ trách về an ninh và chỉ đạo công an 3 xã biên giới, Ma Thị Hồ, Na Sang, Mường Mươn. Với đức tính khiêm tốn, nhiệt tình, năng nổ, cộng thêm sự nhạy bén, nên ở bất cứ lĩnh vực công tác nào, anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quá trình sống và làm việc trực tiếp với đồng chí Hạng A Lồng, nguyên là đội trưởng đội an ninh, thì bản thân tôi thấy rằng là đồng chí luôn có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, là tấm gương sáng để anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi học tập noi theo. Thì hiện nay đồng chí là lãnh đạo trực tiếp phụ trách đội an ninh, tôi thấy rằng đồng chí đã rất sát sao, tận tụy với công việc, chủ động tham mưu cho lãnh đạo ban lãnh đạo đơn vị, tham mưu cho thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn, đồng thời trực tiếp tổ chức triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên lĩnh vực an ninh dân tộc, tôn giáo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, anh đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy chính quyền giải quyết ổn định các vấn đề mới nảy sinh, phức tạp về trật tự an ninh ở từng thời điểm, lĩnh vực. Nhất là những vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để hình thành điểm nóng phức tạp,
trong đó chuyển hóa thành công 30 bản của 6 trên 11 xã, hơn 110 đối tượng có hoạt động độc lập. Nhà nước Mông tuyên truyền vận động 34 hộ, 220 khẩu ở các xã Na Sang, Mường Mươn, Sa Lông, Hủy Mí tin theo tà đạo Giê-xùa, quay lại các tôn giáo chính thống đã được nhà nước công nhận. Tham mưu xây dựng 11 mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm 416 tổ trên 5.000 thành viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, hàng năm đều tham mưu lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Để tổ chức thực hiện thành công cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó bản thân đã xác định 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm nền tảng phương châm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Cụ thể thì đối với bản thân thì luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống và giữ vững tác phong lề lối làm việc của người chiến sĩ công an nhân dân, nhất là tác phong lề lối làm việc của người lãnh đạo chỉ huy, đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phê bình và tự phê bình, khắc phục mọi khó khăn, thật sự gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là những khâu trọng việc khó. Còn đối với đồng chí đồng đội đồng nghiệp thì bản thân luôn thân ái, gần gũi, thân ái giúp đỡ, đặc biệt là trong cái thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm mà bản thân có để đồng chí đồng đội cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thiếu tá Hạng A Lồng còn luôn dành thời gian tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí, đồng đội, nâng cao nghiệp vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say tâm huyết với nhiệm vụ. Những cố gắng, nỗ lực của anh được đồng đội và cấp trên ghi nhận. 5 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình hình thời tiết, thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của kinh tế xã hội của huyện Mường Trà. Do vậy, việc chủ động phòng chống ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thời tiết, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra là điều rất cần thiết, nhất là trong thời điểm mùa mưa lũ đang đến. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mường Trà là huyện có địa hình chủ yếu là đồi núi. Mặc dù diện tích rộng nhưng quỹ đất bằng để xây dựng nhà kiên cố ít, bắt buộc người dân phải làm nhà ở những vị trí không bằng phẳng. Vì vậy, khi vào mùa mưa bão, có mưa to kéo dài, những hộ dân sinh sống ở trên đồi, cạnh bờ suối có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét và sạt lở đất rất cao. Do đó, trên cơ sở khảo sát điều tra các hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng tránh lũ bão đến từng xã bản theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo triển khai cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực xung yếu có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất để nhân dân có ý thức chủ động phòng tránh. Bằng công điện cũng như là công văn nhắc nhở tất cả các xã là thường xuyên kiểm tra rà soát những cái khu vực nào có nguy cơ cao về sạt lở đất cũng như là lũ ống, lũ quét để có kế hoạch là di chuyển dân ra khỏi những cái khu vực nguy hiểm. Những cái chỗ nguy hiểm là phải cưỡng bức để đồng bào như ra khỏi đó để tránh những cái thiệt hại về người tài sản, để làm sao đảm bảo với cuộc sống của bà con, nhất là trong việc trong mùa mưa lũ. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai huyện Mường Trà đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm gần khu dân cư và trường học, kiểm tra kế hoạch bảo vệ các hồ chứa thủy điện, công trình thủy điện nậm mức, nậm he. Cùng với đó, Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão huyện chỉ đạo các xã phân loại và thống kê cụ thể số hộ, số khẩu sống trong khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất để tiến hành vận động người dân di rời, sơ tán khi có thiên tai xảy ra. Ủy ban nhân dân xã Na Sang là cũng đã xây dựng kế hoạch
cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho tất cả trong ban chỉ huy và cũng kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Na Sa. Đấy, phân công nhiệm vụ cho em là rà soát từng bản, chủ yếu là các cái điểm có nguy cơ sạt lở cao mà đã có biên bản vận động các cái hộ gia đình và di dời vào chỗ an toàn. Cùng với đó, huyện Mường Trà đã triển khai nhiệm vụ tới từng thôn bản, xây dựng kế hoạch, lập phương án chủ động ứng phó thiên tai. Các đoàn thể phối hợp với trưởng bản tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động phòng chống lũ bão, nhất là các hộ thuộc danh sách cần di dời gấp. Tuy nhiên, ở một số xã do quỹ đất còn hạn hẹp nên chưa thể bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân. Đang dự tính là từ giờ đến cuối năm này làm cái kè dọ đá ở trên đầu đường này, trên đầu trên này để cho nó chắn nước, chắn lũ thì là nhưng mà cái điều kiện nó đang khó khăn nên cứ phải từ từ mới làm được chứ một lúc thì vẫn chưa làm được. Còn về bên phía xã thì về mùa mưa lũ năm nào thì các lãnh đạo cũng cho, có năm thì các lãnh đạo trực tiếp lên, có năm thì các lãnh đạo cho nhân viên lãnh đạo lên để chỉ đạo về cái chuyện phòng chống lũ lụt. Và gia đình cũng chỉ biết thế và chủ động để trước khi nó có mưa gió thì chủ động để tránh lũ thôi chứ không biết làm thế nào cả. Thị trấn Mường Trà nằm cạnh khu vực suối Nậm Mơn, dân cư tập trung sinh sống ở ven bờ suối và chân đồi. Hàng năm, khu vực thị trấn Mường Trà luôn bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài. Năm 2019, mưa lũ đã gây thiệt hại về gần 8 hectare hoa màu, ruộng vườn và ao cá, trên 320 m2 nhà ở và công trình phụ, trên 210 kg gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Năm nay, ngay từ đầu mùa mưa, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Mường Trà đã tiến hành rà soát các tổ dân phố, các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng do dòng nước lớn, sạt lở đất đá từ đồi núi gần nhà dân sinh sống. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo thị trấn đã xác định các tổ dân phố 1, 2, 4, 8, 10, 11 nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của mùa mưa lũ năm nay. Nên bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Trà tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Mường Trà với 18 thành viên, trực tiếp phân công cụ thể phụ trách từng tổ dân phố. Khi có thông tin thời tiết diễn biến phức tạp, các thành viên ban chỉ đạo lập tức thông báo cho người dân để chủ động ứng phó. Cùng với đó, các cán bộ chuyên môn còn thường xuyên đi kiểm tra các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở để nắm bắt tình hình, có phương án kịp thời di dời dân đến vùng an toàn. Thì để giảm thiểu về thiệt hại do thiên tai mưa lũ có thể xảy ra, thì ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị trấn đã tiến hành họp và phân công cho các thành viên phối hợp cùng các tổ dân phố là tiến hành rà soát toàn bộ địa bàn. Và kết quả rà soát đấy thì có 41 hộ có nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng lũ lụt khi xảy ra. Và thị trấn cũng đã, nhất là ban chỉ đạo đã kịp thời ra thông báo cho tổ dân phố cũng như hộ gia đình có cái hướng, có biện pháp để phòng tránh khi có mưa lũ xảy ra. Cùng với đó, huyện Mường Trà đã chủ động lên phương án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng thanh niên tình nguyện, tập trung khắc phục sửa chữa các công trình thủy lợi, các tuyến đường liên thôn bản ngay từ khi có sạt lở xảy ra, để đảm bảo sản xuất và giao thông đi lại của nhân dân. Những diễn biến phức tạp của thời tiết như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy, v.v. có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào trong mùa mưa. Vì vậy, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được huyện Mường Trà chuẩn bị kỹ lưỡng từ phương án, phương tiện, thiết bị, lực lượng. Với tinh thần chủ động, ứng phó cao của toàn huyện sẽ góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.